mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng làm đề kiểm tra học kỳ 2 môn sinh học lớp 8. Thì trong quá trình xem, nếu các em thấy có quảng cáo thì hãy nhấn vào xem quảng cáo để ủng hộ thầy Liêm có thêm kinh phí để làm những video tiếp theo nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần đầu tiên là phần A lớn, là phần trắc nghiệm. Câu 1. Vitamin có vai trò nào sau đây? A. Tham gia vào hoạt động truyền xung thần kinh. B. Cần cho sự phát dục bình thường của cơ thể. C. Là cần cho sự trao đổi canxi và phosphor. D. Là thành phần cấu tạo nên nhiều enzyme. Thì vitamin E có vai trò quan trọng, đó là cần cho sự phát dục bình thường của cơ thể. Thì ở câu số 1 này là người ta kêu là người ta nêu là vitamin E có vai trò nào. Thì ở đây vitamin E sẽ rất cần cho sự phát dục bình thường của cơ thể, như vậy mình sẽ là chọn là câu B. Rồi tiếp theo mình sang câu số 2. Loại thực phẩm nào dưới đây giàu chất đạm? A. Mỡ gà. B. Cà chua. C. Khoai tây. D. Và trứng vịt. Thì các loại thực phẩm ở dưới đây thì thực phẩm giàu chất đạm nhất đó là trứng vịt. Như vậy mình sẽ chọn là câu D. Tiếp theo câu số 3. Trong nước tiểu đầu không chứa thành phần nào dưới đây? A. Nước. B. Ion khoáng. C. Chất dinh dưỡng. D. Là hồng cầu. Thì trong nước tiểu đầu không chứa cái thành phần đó chính là hồng cầu. Như vậy mình sẽ chọn là câu D. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn sang câu số 4. Phần não nào là trung ương điều khiển các phản xạ có điều kiện? A. Đại não. B. Tiểu não. C. Là trụ não. D. Là não trung gian. Thì cái phần não mà là trung ương điều khiển các phản xạ có điều kiện đó chính là đại não. Như vậy ở câu số 4 thì mình sẽ chọn là câu A, là đại não. Rồi tiếp theo câu số 5. Đoạn cùng của tủy sống là một trong những trung ương của A. Phân hệ giao cảm. B. Phân hệ đối giao cảm. C. Là phản xạ có điều kiện. D. Là hệ thần kinh vận động. Thì đoạn cùng của tủy sống là một trong những trung ương của phân hệ giao cảm. Như vậy mình sẽ chọn ở đây là đáp án A, đó là phân hệ giao cảm. Rồi tiếp theo câu số 6. Để nhìn rõ vật thì khi vật càng gần mắt, thể thủy tinh sẽ càng A. Mờ đi. B. Co lại. C. Phồng lên. D. Là dẹp đi. Như vậy thì để nhìn rõ vật thì khi vật càng gần mắt thì thủy tinh thể sẽ càng phồng lên. Như vậy ở đây mình sẽ chọn là đáp án C. Rồi tiếp theo câu số 7. Ở tai giữa, loại xương nào dưới đây chỉ gắn với các xương liền cạnh mà không gắn với màng? A. Xương đe. B. Xương búa. C. Xương bàn đạp. D. Tất cả các phương án còn lại. Thì ở đây cái loại xương mà chỉ gắn với các xương liền cạnh mà không gắn với màng đó là xương đe. Như vậy mình sẽ chọn là đáp án A. Rồi tiếp theo câu số 8. Phản xạ nào dưới đây là phản xạ không điều kiện? A. Xếp hàng khi đi mua đồ.
B. Giật mình khi nghe thấy tiếng nổ lớn. C. Là tiếc nước miếng khi nhìn thấy quả chanh. D. Là bỏ chạy khi có báo động. Như vậy phản xạ cái phản xạ không điều kiện đó là ở bốn đáp án này thì chúng ta thấy ở đáp án B, giật mình khi nghe thấy tiếng nổ lớn đó chính là phản xạ không điều kiện. Như vậy câu số 8 này mình sẽ chọn là câu B. Rồi tiếp theo câu số 9. Hóc môn nào dưới đây chi phối hoạt động của tuyến trên thận? A. BRL. B. ACTH. C. Là ADH. D. Là MSH. Như vậy cái hóc môn chi phối hoạt động của tuyến trên thận đó là ACTH. Như vậy câu số 9 này mình sẽ chọn là đáp án B. Rồi tiếp theo sang câu số 10. Tế bào trứng ở người có đường kính khoảng A. 0,15 đến 0,25 mm. B. Là 0,1 đến 0,2 mm. C. Là 0,35 đến 0,45 mm. D. Là 0,06 đến 0,15 mm. Thì tế bào trứng ở người có đường kính khoảng là từ 0,15 đến 0,25 mm. Như vậy ở câu 10 này mình sẽ chọn là đáp án A. Rồi tiếp theo mình sẽ qua phần B lớn là phần tự luận. Câu số 1, trình bày cấu tạo của tuyến trên thận và vai trò của các hóc môn do tuyến nội tiết này tiết ra. Cấu tạo của tuyến trên thận là tồn tại thành cặp trông giống như chiếc mũ bám ở đầu trên của mỗi quả thận, gồm có hai thành phần chính. Phần vỏ được chia làm ba lớp: lớp cầu, lớp sợi và lớp lưới. Cả ba lớp đều có khả năng tiết hóc môn. Phần thứ hai là phần tủy có cùng nguồn gốc với thần kinh giao cảm, cũng có khả năng tiết hóc môn. Vai trò của các hóc môn trên tuyến thận, hóc môn tuyến trên thận là hóc môn do lớp cầu tiết ra có vai trò điều hòa các muối natri, kali trong máu, góp phần ổn định huyết áp. Hóc môn do lớp sợi tiết ra có vai trò điều hòa đường huyết thông qua việc tạo glucose từ protein và lipid. Hóc môn do lớp lưới tiết ra có vai trò điều hòa sinh dục nam, gây những biến đổi đặc tính sinh dục ở nam. Cặp hóc môn adrenaline và noradrenaline do phần tủy tiết ra có vai trò làm tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, giãn phế quản và góp phần cùng glucagon điều chỉnh đường huyết khi cơ thể bị hạ đường huyết. Như vậy mình đã làm xong câu số 1. Rồi bây giờ mình sẽ sang câu số 2. Vì sao nữ giới ở độ tuổi vị thành niên không nên mang thai và sinh con? Nữ giới ở độ tuổi vị thành niên không nên mang thai và sinh con vì một số lý do sau. Cơ quan sinh dục còn chưa phát triển hoàn thiện nên trong quá trình mang thai và sinh nở có thể phát sinh nhiều biến chứng nguy hiểm như vỡ tử cung, sót nhau, băng huyết, nhiễm khuẩn. Cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục chưa hoàn thiện nên khả năng nuôi dưỡng thai kém và con sinh ra thường bị nhẹ cân, tỷ lệ tử vong cao. Vị thành niên là lứa tuổi đang học cấp 2, cấp 3 hoặc những năm đầu đại học, thời điểm chưa có ngành nghề, công việc ổn định, chưa tự chủ về tài chính, chưa đủ hiểu biết về kỹ năng làm mẹ,
và còn bao hoài bão ở phía trước, nên việc mang thai và sinh con trong giai đoạn này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai, sự nghiệp của người mẹ sau này. Như vậy, đến đây thì cô đã vừa cùng các em làm một đề thi học kỳ 2 môn sinh học lớp 8. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy hay thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video mới nhất nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.